thực hiện công tác phòng chống dịch gắn với nhiệm vụ phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội. Trong tuần, trên địa bàn huyện Văn Giang, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch và sử dụng trái phép chất ma túy. Gần đây nhất, Công an xã Tân Tiến, huyện Văn Giang phát hiện 6 người lạ mặt, gồm 2 nam và 4 nữ, tụ tập tại nhà của anh Trần Minh Tuấn, sinh năm 1971, ở thôn Vĩnh Lộc, và đã bắt quả tang Lê Văn Du, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú, thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm một túi ni lông bên trong chứa 0,621 gram ma túy đá. Du khai nhận số ma túy trên Du mua về để sử dụng dần. Công an xã Tân Tiến đã bàn giao đối tượng và vật chứng liên quan cho Công an huyện Văn Giang giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời lập biên bản xử phạt 5 trường hợp không khai báo tạm trú. Trước đó, ngày 11 tháng 7 năm 2021, Tổ công tác Công an huyện Văn Giang phối hợp với Công an xã Cửu Cao kiểm tra phòng 2212B, tòa Bắc 1, khu đô thị Eco Park đã phát hiện bắt quả tang 17 thanh niên nam nữ đang tụ tập bay lắc và sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3,925 gram ketamine, 2,435 gram MDMA và một số vật chứng liên quan. Qua đấu tranh, số ma túy trên do Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1987, ở thôn Đồng Trung, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, là một trong số 17 đối tượng bị bắt mua về để bản thân và bạn bè cùng sử dụng.